Chúng ta thường quan niệm lập kế hoạch là công việc của cán bộ. Họ quyết định làm việc gì và làm ở đâu. Tuy nhiên, giao tất cả mọi việc cho người lập kế hoạch lại gây ra một số vấn đề. Trên thực tế, cán bộ có thể không nắm được những điều cần cho một địa phương cụ thể. Họ không có các kiến thức cần thiết về địa phương đó. Người dân ở vùng sâu, vùng xa và những người nghèo thường bị lãng quên. Và các nhà lập kế hoạch có thể mắc sai lầm. Đôi khi, sai lầm phải trả giá bằng kinh tế. Đấy là nơi cần lập kế hoạch có sự tham gia của người dân. Chính người dân địa phương quyết định cần phải làm gì. Họ lập kế hoạch và sau đó thảo luận với chính quyền làm thế nào để đưa kế hoạch vào thực tế. Lập kế hoạch có sự tham gia của người dân, thu hút người dân địa phương tham gia quyết định những điều họ muốn cho quê hương mình. Tất cả mọi người đều tham gia, già, trẻ, giàu, nghèo, đàn ông, phụ nữ, chứ không chỉ những người có các mối quan hệ tốt. Kế hoạch là một danh sách các việc sẽ làm. Nó cho thấy nơi nào cần xây cầu, kênh, trường học, canh tác cái gì và khi nào. Nó cũng liệt kê các hoạt động đào tạo như các khóa tập huấn và tín dụng. Những hoạt động nào được ưu tiên, cái gì ưu tiên nhất, cái gì cần chờ đợi. Kế hoạch phải được trình bày trước cơ quan chức năng và họ sẽ trả lời khả năng thực hiện kế hoạch. Xin đề nghị đối với các xã. Vậy quá trình lập kế hoạch có sự tham gia của người dân được thực hiện như thế nào? Đầu tiên phải thu thập thông tin về làng, về cơ sở hạ tầng như đường xá, kênh ngòi, mùa màng và gia súc, con người sống ở đây và những vấn đề của họ. Đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân là một phương pháp hiệu quả để thu thập các thông tin này. Xác định các vấn đề là một phần quan trọng của quá trình. Ở đây không đủ nước, mùa màng năng suất thấp ở chỗ kia, không được vay vốn, bệnh gia súc. Nước thì hơi thiếu, không phải là hơi là rất là thiếu. Bởi vì là trong làng thì dân số thì nhiều, dân số thì đông. Thì nước này từ đàn trên nguồn thì là đường xa. Thì bởi vì là cái ống thì nó nhỏ. Thì tới đây thì cái bẻ thì nữa là không đảm bảo nữa. Không đảm bảo về dân làng. Sử dụng. Đề nghị nhà nước hỗ trợ thêm hay là đầu tư. Gọi là đầu tư. Đầu tư thêm một là cái bẻ. Một là cái ống nước từ nguồn này xuống cái bẻ. Đến cái bẻ thì phải có bẻ chúa. Bẻ chúa chứa cái bẻ chín á, hai đứa trong làng lại thì ít nhất là phải ba bẻ, bởi vì làng này rất là đông. Mọi người thảo luận về nguyên nhân của các vấn đề, họ quyết định vấn đề nào cần được ưu tiên nhất, vấn đề đó phải được giải quyết ngay. Thường có rất nhiều ý kiến về các việc phải làm và chính người dân có thể đưa ra các giải pháp. Về việc trồng cây lúa nước thì cần có đập nước để tưới nước cho cây. Trồng bắp, trồng mì thì cần có thuốc phòng trừ sâu bệnh. Cần có giống tốt thì người dân mới trồng.
Chuyên gia bên ngoài có thể đề xuất thêm. Dân làng thảo luận về các khả năng và sau đó chọn những giải pháp tốt nhất. Họ sẽ luôn phải nhớ tới mục tiêu của mình. Họ có thể làm gì để cải thiện đời sống? Đây là thời điểm lập kế hoạch cho từng hoạt động cụ thể. Những người dân này đã quyết định họ muốn thử nghiệm một số giống mới. Họ sẽ cần hạt giống. Họ có thể mua ở đâu? Giá bao nhiêu? Ai sẽ trả tiền? Ai có trách nhiệm kiểm tra? Họ không cần phải đi quá chi tiết ở giai đoạn này, nhưng họ cần những thông tin chung cho từng hoạt động. Tất cả sẽ nằm trong kế hoạch phát triển làng. Nó cho biết từng kế hoạch, mức độ ưu tiên, cao, trung bình, thấp, số lượng. Ví dụ 3 mô hình thử nghiệm giống, nơi tiến hành, thời gian, ai chịu trách nhiệm thực hiện, ai trả tiền và dự toán kinh phí. Nó cũng cho biết các chỉ số thành công. Điều này rất quan trọng cho công tác giám sát. Mọi người có thể đánh giá hoạt động này thành công hay không. Lập kế hoạch phát triển nông thôn có sự tham gia của người dân, đó là một công việc đòi hỏi một tính kiên nhẫn và cái thời gian. Tại vì đối một số ý kiến, người ý kiến họ rất bảo thủ ý kiến của mình. Chính vì vậy đòi hỏi là cán bộ PRA là phải biết lựa chọn, biết lắng nghe những cái ý kiến mà họ thảo luận. Một số thôn có thể tiến hành các kế hoạch của họ trong cùng thời gian. Khi tất cả kế hoạch làng đã sẵn sàng, chúng được đưa lên cấp xã. Đại diện của các làng, cán bộ xã và các cán bộ lãnh đạo xã sẽ cùng họp bàn. Từng làng trình bày kế hoạch của họ. Mọi người nghe và góp ý. Sau đó buổi thảo luận được tiến hành. Thực tế là không thể làm được mọi việc. Ba thôn có thể đều muốn có con đường mới từ chỗ họ đến trung tâm xã. Nhưng xã chỉ có khả năng xây dựng một con đường. Vậy nên đáp ứng yêu cầu của ai? Mọi người quyết định sẽ xây dựng đường đến thôn thứ hai. Hai thôn muốn thử nghiệm canh tác giống mới. Họ quyết định sẽ cùng hợp lực và chỉ thực hiện một thử nghiệm. Tiền sẽ được tiết kiệm cho những việc khác. Khi tất cả mọi người thống nhất, họ có thể xây dựng kế hoạch phát triển xã. Điều này cho biết tất cả các hoạt động cần huy động nguồn lực của xã và cái gì cần được ưu tiên nhất. Một số vấn đề lại không có trong kế hoạch của xã. Ví dụ như, người dân có thể quyết định họ sẽ tự sửa chữa đường giao thông. Họ có thể tự giải quyết việc này. Do vậy, việc này sẽ có trong kế hoạch của thôn, nhưng không có trong kế hoạch của xã, bởi vì không cần đến nguồn lực của xã. Và một số việc lại đến cùng lúc, không có đủ tiền và người thực hiện. Do vậy, việc xác định thứ tự ưu tiên là rất quan trọng. Việc quan trọng nhất sẽ được làm trước. Do cái thủy lợi là bị hư hỏng lũ lụt cái đợt năm 96 cho nên bây giờ là cái khó khăn của dân làng như thế. Thứ nhất, thứ hai là làm ở ngoài thì là do đồi núi dốc, làm trồng trọt không được tốt. Giờ cái mong muốn và cái mong muốn của thôn làng á, muốn từ đây muốn thuận lợi là muốn
đáng nhà nước quan tâm, rồi cán bộ kỹ thuật về làng, về thôn làng để hướng dẫn bà con làm cho nó có kỹ thuật làm ăn được thuận lợi hơn. Còn cái chỗ đề nghị là cái chỗ đập nước này là mong muốn, cái đó là mong muốn từ lâu rồi, là mong muốn nhà nước tạo điều kiện giúp cái chỗ mà làm thủy lợi để bà con có ruộng, có nước tưới vào ruộng. Kế hoạch của xã sau đó được chuyển lên cấp huyện. Một số công việc cần được sự hỗ trợ của huyện, như thử nghiệm giống canh tác mới sẽ cần đến sự giúp đỡ của một số cơ quan huyện. Phòng bảo vệ thực vật sẽ tập huấn nông dân cách kiểm soát sâu bệnh. Nếu dự kiến xây một cây cầu mới, sẽ cần phòng xây dựng huyện thiết kế. Huyện cần phải bố trí cán bộ và phân bổ vốn. Tuy nhiên vốn luôn luôn thiếu, và cán bộ thì đã có quá nhiều việc. Bên dịch vụ khuyến nông sẽ xem xét kế hoạch xã, cũng như phòng xây dựng và một số cơ quan cấp huyện khác. Họ sẽ cho biết họ có thể hỗ trợ phần nào. Họ có thể kết hợp hai hoạt động vào một. Họ có thể hoãn một số việc sang năm sau. Một số việc có thể phải loại bỏ. Những thay đổi này phải được thảo luận với xã, và xã sẽ phải thảo luận với người dân. Tất cả đều cần thời gian, vì vậy bắt đầu lập kế hoạch sớm là rất quan trọng. Khi kế hoạch được phê duyệt, công việc có thể bắt đầu. Người dân, cán bộ xã và huyện cùng các chuyên gia sẽ làm việc với nhau. Họ đưa các kế hoạch vào thực tế. Tất nhiên không phải mọi việc đều trôi chảy. Có những vấn đề không lường trước được sẽ xảy ra. Một số việc có thể bị chậm lại. Họ sẽ phải điều chỉnh kế hoạch song song với việc thực hiện. Quan trọng là phải mềm dẻo và linh hoạt. Theo dõi các công việc đang tiến hành cũng rất quan trọng. Bản thân dân làng có thể dùng các bản kế hoạch để kiểm tra tiến độ. Họ muốn chắc chắn rằng mọi việc đang được thực hiện. Cán bộ huyện và xã cũng giám sát công việc. Nếu có điều gì đi chệch mục tiêu, họ sẽ chỉnh đổi lại. Không cần thiết phải xây dựng một kế hoạch hoàn toàn mới cho từng năm. Kiểm tra kế hoạch năm vừa qua là đủ. Đã đạt được mục tiêu đề ra chưa? Cuộc sống của người dân đã khá lên chưa? Có thể kế hoạch sẽ phải sửa đổi. Việc lập kế hoạch kế hoạch phát triển xã hàng năm, chúng tôi cách 3 năm làm một lần. Việc xây dựng kế hoạch hàng năm như quy mô lớn như vậy là không cần thiết. Vì hàng năm chúng tôi là trên cơ sở thực hiện kế hoạch của năm, chúng tôi đánh giá và điều chỉnh bổ sung và đưa các ý kiến của bà con vào trong kế hoạch phát triển năm sau. Việc lập kế hoạch thế này thì bà con rất phấn khởi, tại vì mọi nhu cầu phát triển của bà con đều được đưa vào kế hoạch phát triển hàng năm. Cứ một vài năm, một kế hoạch hoàn toàn mới cần được xây dựng, bắt đầu bằng việc đánh giá nhanh qua tất cả các khâu, đến các kế hoạch phát triển xã và huyện. Lập kế hoạch có sự tham gia của người dân không đơn giản, cần có thời gian,
và phải sử dụng thời gian có hiệu quả. Kế hoạch phải thực tế. Nó phải giải quyết các vấn đề mà chính người dân cảm thấy quan trọng. Bà con chúng em rất phấn khởi về đi tập huấn của này để sau này để chúng em để làm tốt cho kế hoạch của đã tập huấn đây. Người dân địa phương tham gia trong suốt quá trình, đó là kế hoạch của họ. Và họ sẽ cố gắng làm việc để biến nó thành hiện thực.